Hot News Showbiz. Khi Lee Min Ho vứt bỏ hình tượng nam thần trong Pachinko. Pachinko, cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2017 của nhà văn Min Jin Lee, mới đây đã được chuyển thể thành series truyền hình. Với dàn diễn viên hạng A gồm ngôi sao gạo cội Yan Jo Jung, nữ diễn viên đoạt giải Oscar với Minari, tài tử Lee Min Ho, con nhà giàu, những người thừa kế và những gương mặt mới như Kim Min Ha hứa hẹn gây ấn tượng với khán giả. Series do nhà làm phim indie người Mỹ gốc Hàn Justin Chon, Blue Basil và Kohonada After Yang đảm nhận, trong khi Su Hyu, The Terror giữ vai trò điều hành sản xuất. Pachinko được kể bằng những câu chuyện song song, một của hiện tại là năm 1989 và một bắt đầu vào những năm 1910. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu với sự ra đời của Sanja, một cô gái nông dân ở Hàn Quốc nhập cư vào Nhật Bản. Nhân vật Sanja ở tuổi đôi mươi gặp và yêu hán sự Lee Min Ho, người lớn hơn mình nhiều tuổi. Hán sự sống trong gia đình theo chế độ mẫu hệ và nổi tiếng với việc điều hành tiệm đánh bạc Pachinko. Anh giấu chuyện mình đã kết hôn và sinh con. Sau khi Sanja mang thai, hán sự muốn chu cấp tiền bạc với tư cách là nhân tình bí mật. Song, Sanja không đồng ý sống trong cảnh tủi nhục. Cô chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông tốt bụng khác. Theo CNET, nỗi buồn bao trùm lên toàn bộ tác phẩm. Nữ diễn viên Yan Jo Jung tỏa sáng với phiên bản Sanja tuổi già. Bà chịu đựng nhiều nỗi đau và hy sinh, đến nỗi hiếm khi thấy được hạnh phúc trên gương mặt của nhân vật. Như thường lệ, Lee Min Ho tiếp tục khiến nhiều người hâm mộ chờ đón bởi vẻ ngoài điển trai. Hình ảnh một cô hán sự giàu có trong bộ vest trắng của nam diễn viên tiếp tục ghi điểm. Ngoài ra, đây cũng là vai phản diện đầu tiên của tài tử nổi tiếng. Trước đây, anh bị đóng khung trong các dạng vai nam thần, hình tượng trai đẹp như hoa được nhiều cô gái theo đuổi. Trong Pachinko, Lee Min Ho đóng vai người đàn ông giàu có, tham vọng, thích kiểm soát. Đây là lần đầu nam diễn viên vứt bỏ hình tượng nam thần để thử nghiệm vai diễn gai góc. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau một năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Năm 2020, nam diễn viên bị chê khi xuất hiện trong tác phẩm truyền hình Quân Vương Bất Diệt. Tuy chưa biết diễn xuất của Lee Min Ho trong tác phẩm mới thế nào, tên tuổi của nam diễn viên giúp bộ phim được chú ý và chờ đón. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Esquire, Lee Min Ho nói cô hán sự là nhân vật phản diện trên mọi phương diện. Anh hứng thú khi nhận được lời mời cho vai diễn trong Pachinko. Ngoài ra, sau phim Huyền Thoại Biển Xanh nói tuổi tác của mình không còn phù hợp để đóng các bộ phim thần tượng. Vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không còn hợp thời. Phụ nữ ngày nay cũng cứu được đàn ông. Việc đóng nhân vật gần gũi với thực tế cuộc sống phù hợp hơn trong bối cảnh hiện tại, Lee Min Ho nói với Esquire. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.